phút hy vọng trong giờ tuyệt vọng. Có một lần thấy con lo cho nước Việt quá, cái con than than với sư phụ, tức là đức thầy sư phụ. Cái đức thầy á, rất là thông minh và cao siêu, mà mình dùng nói ổng cũng rất là tiểu lâm luôn, đức Bình Phú Tổ tiểu lâm lắm. Ổng nói con đừng lo, thượng đế lo còn nhiều hơn con nữa, không có tới phiên con lo đâu. Đó là nguyên câu đức thầy nói cách đây 4-5 năm. À, ông nói cha của con lo còn nhiều hơn con nữa, lo không có tới phiên con lo. Vì là ông Phật khác vậy, ông là thánh nữ rồi. Thái tử á, rồi có thánh chỉ, có chiếu chỉ, và có ngọc ấn. À, chứ xuống đây nha, nếu không đi du lịch chiến chơi về thôi. Cái trong đời thơ của Tướng Thượng Kiêu nó nói đó, là cái ngày Tôn Dương là cái ngày vui rạng rỡ, ngọc đế ngày đứng giữa trời chứng kiến các vị tiên là tới, các vị thú xuống từ người tới mây xuống để mà Tôn Dương cái ngày đó, nó long trọng lắm. Nó long trọng bằng ngày 16 tháng 3 năm 2017 không? Nó cũng y như vậy. Mấy biết bao nhiêu rồng, không phải chỉ có 4 ông rồng mà hộ mệnh này 3 vòng vòng nha. Có cả đóng luôn, rồi mấy ông Phượng Hoàng nữa. Lúc đó che mặc áo lông bào đỏ, mẹ và hội đồng chư Phật xuống để mà nói với tất cả các tầng cõi, trong cõi vô vi, tất cả các thánh, các thần đang lãnh nhiệm vụ mà cai quản mỗi thềm lục địa của quả địa cầu này, quay về hướng Thiên Long Sơn và ban cái dấu hiệu này xuống trần thiền bát nhã. Cái đó là ghê gớm nhất luôn á, không phải không biết là phải là cái này không, nhưng mà nó đã xảy ra rồi 3 năm rồi. Thì cái dấu hiệu này á, cái dấu hiệu này á mà không có làm một cái buổi lễ đó đó thì những vị thần của tất cả các nước họ cũng không có thừa nhận, tại vì cha xuống là cha ban chiếu chỉ, và bao nhiêu Thiên Long Bát Bộ cũng xuống, mấy ông rồng cũng xuống, long phụng bay quá trời màu sắc ở bầu trời Thiên Long Sơn năm đó. Đây là cuộc thay đổi lớn là biến là kinh hoàng của quả địa cầu này, là năm đó là cái dấu hiệu này ra đời. Người phàm mình thì có khoảng 70-80 người, còn tăng á, mấy ông cao tăng á là có khoảng 5 ông, con còn video mà. Nhưng mà trên trời thì là như vậy, ở dưới mình cũng phải có cái hình thức, ở trên trời cũng vậy. Thì cái đó không biết là lễ hội gì mà mình chưa có hỏi ra hỏi cái đó. Thì cái dấu này mới ra đời. Bây giờ một người bình thường có tài cỡ nào, có 100 triệu tín đồ Lý Hồng Chí, có giỏi cỡ nào, sư cô vô thượng sư, thêm bao nhiêu triệu tín đồ, có dám ra cái đạo không? Nếu không có lệnh của hội đồng chư Phật. Chào sư cô. Không có lệnh của cha, suy nghĩ đi một chuyện đơn giản thôi. Lâm trọng quá à, cảm ơn hôm nay chúng tôi để được nghe những cái gì rốt ráo. Nên sau này á, mấy cái cao đồ của đức thầy sẽ đập đầu vô đá nhiều lắm, coi chửi con cho đã đi. Tôi chưa nghe chửi không? Chưa nghe hả? Nhưng mà cờ lơ là thuộc về mùng 1 tháng 5 rồi. Mùng 1 tháng 5 rồi. Thì Bát Nhã đã rời bến rồi, hai đất thằng đội rời rồi. Thầy về rồi, thầy chỉ nói một câu một là mọi việc. Mấy đứa con đọc comment đi, có ai hỏi gì tội nghiệp người ta lâu lâu gieo duyên với người ta. Mấy con lên đây ngồi nè, đọc comment có ai hỏi. Vì mạch là nghề, dạy nghề. Tất cả các đứa học sinh Việt Nam chỉ cần học xong đại học có trí thức, khi mà sau này vi mạch vô á thì người Mỹ sẽ dạy nghề cho mình. Nó rất là khó, nhưng mà mình chỉ cần có cái gọi là chiếc thuyền á, chiếc thuyền trống, nó trống thì người ta mới đổ những cái tinh túy vô. Thì chỉ cần có học thức xong đại học đây là giỏi rồi. Đừng có để mà chợ kim biên chất độc,
rồi cà phê bình ác quy, rồi bia một đồng của Trung Cộng rồi, cái đó là xong á, cứu không nổi. Chỉ cần đại học thôi, là cũng giống như dùng này, Silicon Valley này. Thời xưa người Việt mình qua đây ở cái thế hệ lớn tuổi làm SMD ở đâu biết gì đâu, mà giờ cũng có tay nghề hết, nghề dạy nghề mà. Theo sóng cơ của chúng tôi biết là cái gì sau này quá đi còn có thay đổi toàn diện sụp có thể chín phần ra. Những nước bây giờ nó là mang tiếng văn minh, nó lấy hàng tỷ mấy kim, nhưng tới chừng đó rồi đó nó co cụm lại thì Việt Nam chúng tôi còn nguyên. Quý vị thử tưởng tượng cái đó. Không phải, mỗi lần Đức Thầy qua Mỹ ngồi họp á, đố bác Ngư chứ Đức Thầy đi bằng gì? Mẹ đi thành thông nè. Không. Cho nó lại. Không có cái điều này tôi trong chuyện bên thầy. À. Hôm đó có người mà cũng mà giặt đồ cho thầy. Thì ổng ấy nói, ủa thầy đi đâu mà không ai cho tiền, không thấy thầy lấy tiền ai, không thấy thầy gài tiền. Ông lén mà ông xét cái tướng thầy, thì biết cái tâm ông rồi, thầy mới đứng ngoài cửa chỗ thầy nhìn vô, nó xét thấy cái gì không, xanh mặt, không dám trả lời. Như vậy tức là không biết đi bằng cái gì mà không có, bây giờ ông sai tiền. Ok, đó là một, tại vì Phật đi kiểu nào cũng được, nhưng mà cái á, mà để cho Pentagon, CIA của Mỹ nó nể, mà đi không cần mua vé máy bay, đi không cần Vietnam Airlines, cũng không có cần ai ra trường đón. Đi bằng dĩa bài á. Ừ. Thiệt. Biết ai là phi công? Mấy người xám 4 feet thấp thấp như nè. Thì còn muốn nói chỗ này, trong tương lai mấy người đó thì chẳng qua là cũng là mình thôi. Hôm nay bác Ngư ngồi đây mang tướng này kiếp sao bác Ngư không có thích xuống cái trái đất ta bà này, khổ ta bà quá khổ. Tôi muốn làm đầu thai làm người dĩa bô để sống được 700 tuổi. Cái hành tinh của tôi ăn ngày có 2 muỗng cơm mà tôi sống được 1 tháng. Tôi không cần yêu đương, tôi không cần phải đi kiếm gái gì đó đại cái. Cái đó là chứng bệnh của mình phải không? Thì tôi đi ngoài vô hành không gian, tôi đi từ hành tinh này hành kia, là tức là người sáp. Cũng là chúng ta là người hành tinh đó. Mỗi một lần mình chuyển thế, mình có quyền chọn lựa. Thằng Alon đó, nó bên kia, hôm nay nó chuyển thế, nó chọn lựa vô làm người trái đất của mình. Thì mình cũng có quyền chọn lựa qua cái trái đất của nó. Nhưng mà tất cả mỗi trái đất, mỗi hành tinh của cha đặt ra là mỗi một cái tầng lớp, cũng giống như trường San Jose State, rồi trường Harvard, rồi trường Berkeley, thì cũng là mỗi một cái trường để học một cái công thức khác. Thì mình nói chỗ này, bây giờ hồi nãy mình nói là chế độ cộng sản mà để lại là để đống rác bùi nhùi đúng không? Là khó lắm, nhất là về cái nhân trí đạo đức không có. Thì mà muốn thành cường quốc bằng cách nào? Lẽ nhất, thằng Alon á, nó hồi xưa nó ra cái hãng gần đây, nó chưa có tới như 10 triệu nữa, bây giờ nó 400-500 tỷ, mà nó có mười mấy chục năm mà lên lẹ vậy. Bộ Việt Nam mình, Đức Thầy ông nói, hay người xám mày dạy cho đệ tử tao một món gì cho nó kiếm cơm ấy, chỉ món một thôi là xong. Món đó mình đâu biết là món gì. Nhiều khi một cái loại máy tàng hình phải không, tức là đi không ta không thấy, ông con không biết, nhưng mà con tiên cơ con chỉ nói vậy á. Chơi chơi mà trúng thiệt làm sao? Tại khi xuống qua địa cầu này, lập lệ cái thời thượng nguồn á, nó không chỉ riêng của người mình, mà luôn cả người thành tinh cũng xuống đây để giúp Phật Thánh Tiên nữa. Tại các vị nói chuyện với nó cũng giống như mình ngồi đây mình nói chuyện vậy thôi à. Nó đâu có khác gì đâu. Nó cũng là con của Thượng Đế mà, nó nghe lời. Bây giờ thằng Alon nó mang cái tướng đó, thì người ta không sợ nó. Nhưng mà nó quá ra hình thằng dứa vô có mắt bự, ai mà ngồi họp với nó. Muốn ngồi họp thì mày phải mang thân người của tao. Cũng giống như giờ con trên trời, tướng con đâu phải như vậy.
Mà muốn nói chuyện với quý vị mình phải mang cái thân này, nó cũng vậy thôi à, không có khác gì hết. Nhưng mà mình trên trời đẹp trai lắm á, cực kỳ siêu luôn. Bữa nào nói dù nè, hôm nay nóng lạnh nắng đồ xấu. Nếu đi bộ thì tích tắc tới rồi. Tắc thì qua qua chỗ cái khu vực 51 rồi cái hộp hộp hành hộp hành. Con chỉ biết có đó nữa đó. Cho nên có hai cục đen mà dứa vô nó đang cần. À ừ, mọi người nào đụng vô là chết. Chỉ sau này có mình con về thôi, tính sổ rồi đó. Lôi Phúc nói là chú ơi, Tết này xảy ra chiến tranh bao giờ kết thúc? Vậy chú cuộc sống sau chiến tranh sẽ ra sao hả? Cuộc sống sau chiến tranh dân mình á, hiện bây giờ là ở dưới mức thấp nhất rồi, cùng cực của cái khổ rồi. Sau này nó sẽ còn khổ thêm một giai đoạn nữa. Thì trong cái giai đoạn này cũng là cái thử thách của bề trên, kêu mình lấy cuốn kinh Thiên Tâm, lấy cái dấu Thiên Tâm ra mà khấn mà nguyện, là cũng một phần để mà mình cho nó ngày tháng nó qua, cho nó không có bị buồn bã. Chứ giờ mình có lên Bình Dương mình đi đâu nữa, cơ xưởng nó cũng chừng đó. Bây giờ mình có ăn mặc đẹp mà lên trên Sài Gòn để mà xin vô làm mấy cô ca ca ở quán karaoke, mấy tuổi trẻ, một đứa trẻ trẻ nó đi làm nuôi dưới quê cả gia đình nó tội nghiệp. Mà giờ quán karaoke ai giờ cũng sợ vô, vô lỡ nhiều khi bị làm heo quay nữa thì sao. Cho nên nghề nào cũng chết. Một gia đình nào mà đẻ ra một đứa con gái có nhan sắc thì nuôi cả nhà. Nếu không có phước đi làm ô sinh, hay là không có phước đi làm cá đông lạnh ở thế giới, thì tệ tệ nhất cũng làm cái chuyện nó kêu là danh từ gì, làm ca kỹ phải không, ở quán. Thì cái quốc gia mình là như thế. Thì thay vì như thế buồn khổ nhục nhã như vậy, thế mình ở nhà mình không muốn làm người nữa, mình muốn làm thần, làm thánh, làm tiên, thì lấy kinh Thiên Tâm ra ngồi đọc, khấn cha khấn mẹ mau cho đổi đời, cho Đức Thầy sớm xuất hiện, thì mình lại có cái nguồn an ủi lớn. Và đồng thời mình có tạo cái duyên để mà mình đi về cõi trời còn hơn á. Ba mươi mấy đứa bữa hổm á toàn là tiên nữ không, tiên nữ đừng nghĩ xuống trần là trở về liền được ha. Xuống đây á, mà không gặp thiện chí thức, không có đi đúng người đúng thầy, sẽ từ từ đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, xuống tuốt ở dưới luôn. Sao? Cho nên giờ khuyên tu thôi. Ở dưới quê á, có củ khoai thì đào củ khoai. Hồi xưa á, dãy Trường Sơn Bác Hồ ra lệnh, ê, một thằng sanh Bắc tử Nam, tụi mày đi, tụi mày nhổ cây khoai mì, thì phải chặt cây khoai mì cắm xuống để cho mấy thằng sau nó nhổ. Thì cứ thế mà ăn khoai mì nướng. Đất ruộng thiếu gì, trồng khoai lang, khoai mì, bắp, có ăn miếng sao được gán mà sống, để mà chờ Đức Thầy xuất hiện. Chứ bây giờ mà mong đi lên Sài Gòn rồi đi làm mà ca kỹ, rồi đi làm ô sinh. Ô sinh bây giờ vô mấy cái nhà giàu nhiều khi nó cũng không có tiền nữa. Mấy thằng giàu giờ phá sản, tại những đi theo hệ thống. Cái thằng giàu nhất là bà Trương Lan vậy đó, bữa nay bị tấm. Thì ông bầu, rồi tới ông vừa vừa cũng bị ảnh hưởng, tới ông vừa vừa cũng bị ảnh hưởng, thì xuống dài dài tới ông thợ cũng chết. Huống hồ chỉ mấy thằng kiếm, dân là kiếm mà, càng chết luôn. Nên giờ chỉ có ngồi ở nhà khấn Nam Mô Đức Quỳnh Giáo Chủ xuất hiện cứu chúng sanh. Nhưng mà dân miền Nam mấy vị nói thì biết, nhưng mà từ vị tiếng 17 về ngoài Bắc, có bao nhiêu người biết Đức Thầy là người cứu tinh? Không biết. Cái đó là mình đang lo và đang buồn ở chỗ đó. Có, giờ có. Chính là làm sao biết mình là một người có số mệnh. Cái căn bản
cái người mà nằm mơ, mình cứ theo giấc mơ của mình, giấc mơ mình là cái chứng nghiệm. Trong lúc mình tu tập cũng vậy, khi mình tu tập mình đọc chú Đại Bi, lúc đầu mấy con không biết đọc Đại Bi, theo sư phụ phụ dạy đã đọc Đại Bi, con thuộc lòng Đại Bi. Thì trong giấc mơ mình á, hồi xưa mấy con cũng cùng một giấc mơ nha, thấy quỷ tới rượt mình, mình chỉ có chạy thôi đúng không? Nhưng mà hôm nay á, mấy con đứa nào theo sư phụ lâu nay á, đọc Đại Bi, đọc Lăng Nghiêm, biết ngồi thiền là có định lực, thì cái thân hồn mấy con cũng y như cái xác phàm đang ngồi vậy. Thì con quỷ hồi mình mấy năm trước tôi không biết đọc Đại Bi, hôm nay tôi biết đọc Đại Bi, tôi biết bắt ấn, bảo đảm con quỷ đó không có dám rượt con. Nó có đúng không? Đó là chứng nghiệm. Còn biết mình là cõi trời xuống hay không á, mà người đầu tiên trên cõi trời xuống thì cái là giải thức của họ nhớ ở cõi trời, thì họ bay là đà bay không à, họ không có chạy. Còn người nào mà chưa từng nằm mơ mà thấy mình bay á, là người đó cửu quyền đầu thai cửu quyền, tức là mình đi bộ bằng đất. Còn có nhiều người cái nằm mơ thấy con thú này tới cắn tôi, con thú kia thôi, tức là họ từ địa ngục lên, từ cõi thú đầu thai, tại vì họ đã từng làm thú ăn qua ăn lại, cái lại giải thức của họ cũng còn là thú. Cho nên tại sao nhiều lúc mình thấy một cái thằng á, cái chuyện đơn giản thôi, nó dùng lời nói thôi, nó không lời nói là chịch cái lại giao lụi ta là tánh thú. Cho nên tại sao nhiều lúc ông bà mình nó giận nói đồ chó đẻ chửi mấy thằng hung dữ, chửi mấy thằng con luôn là cũng đúng á, đúng không? Này là thú, thú tánh. Cho nên mình theo cái giấc mơ mình để mình biết mình là cõi nào. Hụ bay không à, không có đi bộ. Cho con muốn hỏi là ví dụ như một người mà người ta nằm mơ, trước khi người ta có gia đình mà người ta nằm mơ thấy người ta ở trên trời và ca hát, sau đó một thời gian khi lập gia đình rồi bắt đầu giấc mơ nó không có liên tục nữa mà rất là. Thì ở trên trời á, con có biết là hội bàn đào, tiên, rượu tiên rồi đó. Trên trời cũng có uống rượu tiên nha, mấy ông lão tiên là uống rượu. Rồi hội bàn đào của mẹ rồi đó. Thì ở trên đó, nó gọi là càn thác bà. Những cái người mà gọi là càn thác bà trong kinh Lăng Nghiêm có nói á, là ở trên đó nó ca ca sĩ, đờn ca cho tất cả tiên chúng, và cho cha, cho thượng đế, cho Phật đồ ngồi nghe. Ở trên cũng như mình thôi, ở trên là tờ giấy màu, mình là tờ giấy trắng đen mà thô kệch. Còn ở trên kia là tinh vi hơn, đồ ăn ở trên tinh vi hơn. Đó là nó như vậy. Thì những cái người đó là từ ở trên trời chắc ca dở quá, hoặc là ca ca làm sao bị đạp xuống. Thì giờ nó thành đàm vĩnh hưng, nó thành Lợi Quyên, rồi nó thành gì nữa, rồi tùm lum á. Rồi nhưng mà nó có phước một đời, không có biết tu, giống như là như Quỳnh hay là Phương Nhung gì đó, là cũng ở cõi trời xuống một kiếp mà không có tu tập tiếp tục, kiếp sau sẽ quên ca. Tại kiếp này tham tiền, tham cái quỷ không, kiếp sau là phải trả mấy cái nghiệp này, rồi từ từ đi xuống lại. Tức là khi mình tuột dốc rồi đó, mình không chịu thắng lại là mình đi luôn. Rồi cái câu mà con hỏi á, tại sao lúc chưa có chồng thì lại biết mà nằm mơ thấy mình ca, thì cái lại giải thức con lúc đó nó còn tinh khuyết. Còn bây giờ có chồng rồi, cái lo yêu đương bắt đầu dính vô một cái ghiền rồi, ghiền mê trai hoặc là ghiền chiều trai, thì mấy cái đó tự động nó quên thôi. Bây giờ con không mê thì con phải chịu đúng không? Tại dính vô là phải chấp nhận. Chứ không thôi à, con không có được lấy tiền xài của nó. Với trí thức trẻ từ 18 cho đến 30 mấy, 40, ông giáo dạy cấp 3, tâm sự thì mấy ông tin tưởng, không biết rất nhiều. Cái giới trí thức Việt Nam nó có hàng triệu người ở cái tuổi ăn học giỏi, có một chút vốn, ở tuổi độ 35 cho tới 45. Cái giới đó, đó là cái giới rất là thiệt thòi trong thời đại này. Là gì? Muốn làm giàu không được. Muốn làm nghèo, cũng nghèo không được. Muốn tu cũng không xong.
muốn cái gì cũng không được hết, muốn đi nước ngoài cũng không được, là cái giới đó là đang thiệt thòi. Khi mà con thường con nói chuyện với những chư Phật thì về đạo, con nói chuyện với mấy vị Việt Nam rồi trong đó có ngài Nguyễn Văn Trực, ổng về ổng dạy con vui lắm. Mà mỗi một người, mỗi một vị về dạy, rồi đức thầy thì dạy về chuyện của đức thầy, cho nên cái đầu của con á nó có rất là nhiều vị dạy. Ở trên trời đâu cần mặc áo đâu, không trên trời biến không ạ, giống như mẹ vậy đó. Tưởng tượng Phật mẫu mặc đồ đen nghe, mẹ nhiều màu lắm, mẹ có chiếc nhẫn xoay là màu khác. Bữa nào mùng 8, 18, 28 á mẹ mới mặc đồ long bào, mão long bào vua. Còn mấy ngày thường thì mẹ cũng mặc đồ bình thường. Thật sự Mỹ này á, kiếm một chỗ mà mình ngồi tụ tập á không phải dễ nha bà con. Đừng có tưởng mình có cái sân này là bình thường. Bây giờ bữa giờ mình bị đuổi tùm lum ở cái mấy cái park mà mình muốn ngồi, nó có số lượng ngồi cho cái công viên mà trước chỗ vô Thiên Long Sơn á. Ok, mày muốn nhiêu người ngồi? 25, 50. Cái nó không có, tao từ 70 trở lên. Tao không có chỗ. 70 mày 2 tháng, 3 tháng mày gọi tao. Tức là cái công viên, cái park của Mỹ á. Nó có khu của nó tính vậy đó. Mà mình mà mướn cái chỗ của nó là 20 người mà mình lỡ vô đông, lỡ đuổi mình á. Thí dụ như giờ mình mà ra Walmart mình ngồi mà đông kiểu này, Walmart ra đuổi liền á. Nên mình có một chỗ ngồi này cũng quý. Chứ không phải như Việt Nam ra sau giường hay đâu muốn ngồi ngồi, không phải. Mỹ này khác. Cái property của ai á, người đó không có cho ai vô đâu. Người yêu cầu nói về Bát Nhã Tâm Kinh. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba Mật Đa, thời chiếu kiến ngụ ẩn giai không. Đọc không chưa đọc, thôi giờ mệt quá. Bộ đọc mỗi ngày. Đó, nói xin lỗi cái nẻo đen nha bà con. Đó kiếm áo vàng nói nó hay hơn. Mình không muốn dành chén cơm của mấy thầy. Mình ngồi đây là giao lưu kiểu bạn bè, trao đổi ý kiến. Mấy đó kiếm mấy thầy Nhật từ đó giỏi. Tại vì mình nói về đạo á, người riêng về á, mình nói phỏng phỏng thì khác. Mà mình nói mình giải thích cái đó đó là bảo đảm 100 mấy ông thầy vô comment ngày mai là chửi mình liền á. Mày giảng dễ ẹt. Thì mình dở, mình nói chuyện chưa dở đúng không? Còn thầy giỏi, cho nên câu đó nói cho mấy ông nội, mấy ông đầy đó. Mấy ông có giảng dở, giảng giỏi gì cũng không ai la mấy ông. Còn mình mà đụng một cái là mình mệt lắm á. Áo màu không dám đụng với áo đời. Đời không có đụng với màu. Ok. Đạo đời song tu có phải là chân lý của thời đại mới? Exactly, đúng rồi đó, người này khôn á. Cho nên sau này con người mình đi vào không gian giữa vô là vậy. Chứ không phải mình tu là ích kỷ ngồi trong ngóc mà không có biết làm gì mạch, không có biết giúp nhân loại, cũng không có biết gì kiếm tiền. Bây giờ mình nói trước mặt mình nè, đám con thiên ngồi đây, ít có mặc áo chàng, đang lấy áo chàng mình cũng huyền nói cà gù đúng không. Bây giờ mình đem một cái nhóm bữa hổm mà tôi chùa 50 người, mình nhìn những cái khuôn mặt đi, chứ nhìn những khuôn mặt này ai lanh hơn đúng không. Nhưng mà mình hiền hơn nữa đó, thật sự là mình hiền hơn á. Hôm qua có một đứa đệ tử nó nói từ lúc thầy thụ tới giờ ai nói gì con cũng không cãi hết, còn mấy bà Phật tử trong chùa đụng một cái thử biết. Khó lắm. Cho nên thời đại văn minh, tức là ở ngoài đời mình cũng không có để ai khi dễ con cháu họ thiên. Mình kiếm tiền, mình không có xin ai, mình không có xin tiền Obama, mình không có xin tiền bệnh tiền già gì hết. Mình không phải chờ đến lúc bệnh tật già rồi mình mặc áo chàng vô chùa. Mình tu từ lúc còn nhỏ xíu tuổi này, tu mỗi giây mỗi khắc.
mỗi một công việc làm mình vô hãng, mình giúp đỡ những cái đồng đội của mình, những cái người mới vô, mình không có ăn hiếp. Mình làm 8 tiếng là 8 tiếng, mình không có ăn gian giờ của chủ. Cái đó là tu hết á. Còn nhiều người đâu có hiểu cái đó. Rồi mình biết được cõi trời, mình giữ được giới 12 giới luật. Rồi mình lập cái bàn thờ cha mẹ ở nhà, mỗi nhà ở nhà mình lại. Mình không có chạy vòng vòng chùa này, chùa kia, khóa này, khóa nọ. Còn mình có tiền nhiều á thì tự tay mình đi làm từ thiện. Thứ nhất, mình không có tạo nghiệp là làm hư mấy ông thầy. Thứ hai, mình nhờ anh em bà con á, nhiều lúc nó chặn mình khúc, mình biết được mà nổi sân, thì cho nên không có ai có công đức gì hết trơn á. Đó là họ thiên là vậy. Thì bởi vì mấy gì mới nói sau này cuộc đời của sư phụ làm sao á, thì tất cả những người sau này cứ như vậy mà về trời. Nghĩa là mình chánh niệm từng giây phút, từng hơi thở mình, từ lúc làm việc cho tới từ lúc vô lên núi, vô chùa. Và khi mình lên máy bay ra phi trường, mình thấy tất cả những tỷ muội của mình mang dấu này, mình phải tới chào hỏi, chào cho đó người Mỹ hay người Ấn Độ, và lấy số điện thoại có sự liên kết. Rồi người đó nhiều lúc, nhiều khi cái hãng mình đang cần mướn người, tự nhiên mình gặp người đó đang lại đó. Có phải là họ thiên giúp họ thiên không? Tức là mình tương trợ lẫn nhau là vậy. Mình có sự kết nối lớn từ những cái hành động như vậy, nó sẽ lan rộng ra khắp thế giới ở một cái ngày không xa, mới gọi là thống nhất được đạo. Bây giờ mình lỡ nha, mình gặp con của ông vua Dầu Quả, cháu nội vua Dầu Quả, nó theo họ thiên. Rồi cái hay là con của ông Alon đi, sau này họ thiên. Cái mốt nó gặp một người Việt Nam họ thiên. Ồ, chị táo mẹ anh em, tao mang hết thách la vô Việt Nam. Nó đem lần mấy trăm tỷ vô không vậy? Có phải ấy không? Cái mốt nó gặp con của ông Facebook là Zinabug. Hey, cái họ đưa Facebook vô. Nếu mà cháu ngoại nó họ thiên, tại vì sớm hay muộn nó cũng họ thiên, tại mấy đó nó ở vùng này. Rồi thí dụ mình gặp cháu nội của ông Microsoft Bill Gates là họ thiên luôn sao? Đó, cái chuyện nó vậy mình khó đoán lắm. Có người hỏi sư phụ là thái tử thiên nhãn, vậy sư phụ có liên quan gì đến đạo cao đài? Đó là sự trùng hợp, tên trên trời. Còn cái con mắt mà nhìn xuống á, không biết là mắt của ai. Nhãn có nghĩa là con mắt, mà đạo cao đài tự nhiên lấy cái tên ngay mắt của mình. Cái đó sư phụ chưa cầm lên nữa còn đi hỏi. Đó là tên trên trời là tên đó. Tự nhiên dưới trần cái lấy con mắt. Nhưng mà bây giờ có nhiều người cứ ghép hai cái đó thành một. Cái đó chuyện cũng ngẫu nhiên á, không có hiểu cái đó. Nhưng mà hai câu thì tên trên trời là thiên nhãn, tên ở dưới là thiên tướng kiệt. Nhưng cha mẹ trên trời kêu là thiên nhãn, mỗi ông anh đều là thiên hết. Thiên nhiều lắm, mình cũng nhắm nó tên ở đây. Còn mấy bà chị á là cũng là thiên, cũng như Thánh Mẫu Liễu Hạnh, người đời gọi Thánh Mẫu Liễu Hạnh, chứ Thánh Mẫu cũng là thiên, mà có một cái tên nữa chứ không dám nói. Nói mấy con khánh tối ngày Thánh Mẫu cũng mệt, làm gì biết tên cúng cơm của tôi nữa. Không bao giờ. Người cõi đời làm sao hiểu được, nhưng mà đều là thiên hết. Nhưng mà có một cái mấy con thấy gì không, mấy con tự nhiên á làm anh em với toàn là Phật với Bồ Tát với Thánh Thần không, họ thiên nghiên ngân rồi nè, con thấy có vui không? Còn á, bên mấy cái đạo khác người ta đâu có, ví dụ Chúa Giêsu là chết có ai tên người giống Chúa đâu, toàn là Maria ở này không, nghĩa là diệu này diệu kia, đâu có giống là thích gì đâu. Chỉ có mấy ông thầy á, lên tới thích đủ thứ luôn, thích thượng tọa. Có mấy ông là giống họ thích, còn họ thiên là anh em con ruột của ông trời hết, ai cũng giống tên nhau hết.
bài 3.000 thế giới 72 địa cầu. Nó giải thích lâu quá gì buổi chiều nó cũng đang đói bụng mà con. Đó là một trong kinh Phật có nói mà. Hiện giờ 33.000 cái quả địa cầu ngoài kia cũng đang tận thế nữa đó. À, nhưng mà có những cái địa cầu khác á là cái chân Thiên Tấn Kiệt là một người, ngồi đây là một, nhưng mà ở bên kia hiện giờ có khoảng 50 người cũng đang làm việc nữa, là chiếc thân á, nhưng mà có thể là mang cái hình thù khác, cũng đang lo cái chuyện tận thế bên kia. Thì cái con lần cái câu hỏi với mấy vị trên trời, chứ những cái hành tinh kia tận thế có giống như kiểu này không? Thấy 7 triệu người chết Covid không đầy 2 năm quá nhiều. Mày nói nhầm gì, ở bên kia nó còn khủng khiếp hơn nữa. Ở cái trái đất này là nhẹ rồi đó. Mấy vị nói là tự vì mình cũng giống như được voi đòi tiên. Phật đánh thiên đã hạ phàm ngay chỗ này rất là nhiều quá đi cầu này rồi, muốn gì nữa. Phụ khóc xin cha xin Phật. Mà những cái hành tinh kia đâu có đâu, cho nên họ tàn sát nhau nhiều lắm. Có những cái hành tinh hiện giờ đang bể ra làm đôi. Vậy là cả vũ trụ này biến đổi được một hiện giờ luôn. Vậy cũng đi hỏi gì dễ ợt. Ông bà ngoại ơi, đi về trời giùm con, cứ nói vậy á. Má ơi, đi về trời giùm con. Là hồi hướng. Hồi hướng của mình là giống vậy thôi, cái ý vậy đó. Đừng có theo con hoài, con cúng hoài cũng mệt quá. Đi vô nhà đoàn ăn không. Quốc hả? Không. Nếu mà sư phụ xây cái tháp á thì là không. Còn bây giờ á nó cũng sẽ có cái nạn, nhưng mà không biết nạn lớn nạn nhỏ. Nhưng mà giống như sư phụ nói rồi, khi biến thiên biến địa, biến nhân thay đời, nó có nhiều chuyện thay đổi lắm. Mà cái đó ở trên không có cho biết cái cơ lớn. Mình chỉ biết được cái Ring of Fire, nó đi từ ở Alaska, nó dòng xuống Cali, dòng sông Phan, nó qua Nhật Bản, rồi nó qua bên Tàu mới, rồi nó dòng xuống Indonesia. Cái nghĩa là cái dòng đai mà gọi là cái dòng đai lửa đó, nó sẽ kích động. Mà không biết lúc đó mình còn ở đây hay không, hay mình đi về rồi. Trên thế giới này, khi mà thiên ma mà nó thâu tóm trái đất này á, rồi chư Phật với thiện thần nữa bắt đầu mới giật cái trái đất này lại, chứ nếu không cái trái đất này á nó sẽ không còn màu xanh luôn á. Con mà không khóc hồi lúc đó đó hả, hôm nay nhân loại không biết sao. Thật sự là việc là người khóc xin cha đó, trong kinh sáu quyển. Cả thế giới này con này không biết, nhưng mà con với đức thầy á, là lúc nào cũng cặp bài trùng. Mỗi một đời á, hai thầy trò tái sanh đóng vai hời, vai hời cho chúng sanh chửi, chúng sanh cười. Hồi xưa sư phụ cũng bị chửi đúng không, sau này á, ta mới biết là ổng mà ai. Thời nay con cũng vậy. Hồi xưa sư phụ là ông Khương Tử Nha câu cá thì cũng bị chửi. Hôm nay cũng khùng, câu cá không có lưỡi câu, câu gì 80 mấy tuổi. Đời nào cũng bị chửi. Đời nay là bị chửi nhiều nhất, là tự vì hai thách điện thoại vật chất nhiều quá. Nó làm cho những cái lớp mà cột trụ của nước Việt á, là mấy đứa nhỏ là cột trụ, chứ chạy theo những cái đua đòi vật chất không à.
về phần tâm linh tụi nó không có hiểu, tụi nó không tin. Mà hôm nay sáng xỉn chiều say ngày ba cửa cà phê, nó biết nó uống bia có chất độc, nó biết nó uống cà phê có chất độc, rồi nói Phật thánh tiên hạ phàm đứng kế bên nó, nó cũng dẹp bông bê, nó cứ vô bảo đảm, đúng không? Y nhậy luôn á, nó không bao giờ nó tin. Đến khi mà nó uống chất độc vô, rồi nó ghiền vô, rồi nó lật cái đạch nó chết, thì là nó biết nó chết thôi. Nó cũng chẳng cần biết là cái hồn nó đi về đâu nữa đó. Cho nên cha mẹ thương là chỗ đó. Cho nên thời xưa đó là các như vậy muốn vũ sổ là vậy, rất là khó dạy. Nó cũng y như là Bắc Hàn. Làm gì mà Kim Jong Un 3 tuổi mà biết lái xe. Vậy mà nó tin, nó khóc giữa tin cái thiện và cái ác. Nó không còn biết để phân biệt nữa. Nó chỉ biết làm sao nó có đồ mới, nó có xe hơi, nó có xe xua, ăn mặc rồi nó vui. Giờ là vậy. Tại vì nó không có nghiên cứu về đạo đức, không có nghiên cứu về tâm linh. Cũng sắp sửa. Hồi đâu nói trước, khi nào đi là đột xuất đi. Nếu nói trước nó công nó mướn 10 sát thủ mà cầm 10 súng để chờ sẵn làm sao. Hồi giờ cũng có nhiều người ghét chứ đâu phải ai cũng thương đâu. Đi đâu cũng phải cẩn thận, đột xuất đột xuất. Đây hồi tiết kiệm tiền. Thí dụ có 4 rồng hộ mệnh, có rất là nhiều mấy vị đang đứng đây nè. Nhưng mấy vị bờ trên nó cũng kêu là con phải mướn người trần để mà hộ cái xác phàm. Lương của sư phụ lãnh trong hãng này có 250.000 năm, mà mướn hai thằng nó lấy hết lương của mình sao? Chưa chắc có tự do nữa. Mà nó mướn thí dụ ok ngày tôi theo anh 10 tiếng, mà nãy giờ sáng giờ anh ngồi đây 8 tiếng rồi, bây giờ tôi đi về, tôi cũng có vợ con, tôi phải ăn cơm. Nội nó đi về thôi là thằng ngang sau lưng nó nẻ mình này, cũng như không. Cho nên mỗi lần sư phụ ngồi ở đây ngon ngon, có thằng nào sư phụ chạy. Tức là tự mình bảo vệ mình, vừa tiết kiệm tiền với vừa né. Có một cái là từ bi không có kẻ thù. Mà ai ghét sư phụ là người đó quá vô lý. Bảo đảm, người đó cực kỳ vô lý luôn. Có tiền cho ra chứ đâu có lấy ai đồng nào đâu mà ta ghét. Ok đủ 10 phút chưa? Giải tán nha. Thế mình ngồi thế hoài chết luôn á. Xin tạm biệt.